giờ chưa chơi này. Chưa thì em không có, em đi mốc hết. Mốc à, thằng ngoài mốc. Hy vọng các quý vị đại biểu cùng các bạn học viên sẽ có những kỷ niệm đẹp, những ấn tượng khó quên về thành phố Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách. Xin trân trọng cảm ơn Tổng cục Thể dục Thể thao đã tin tưởng lựa chọn Lâm Đồng để đăng cai tổ chức lớp tập huấn. Cảm ơn các giảng viên đã bố trí thời gian để giảng dạy. Cảm ơn lãnh đạo Nhà Văn hóa Lao động, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho khóa tập huấn. Cảm ơn các cơ quan báo đài đã về dự và đưa tin. Kính chúc quý vị đại biểu, các đồng chí giảng viên, học viên sức khỏe, hạnh phúc và chúc cho khóa tập huấn đạt kết quả cao. Thay mặt lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi tuyên bố khai mạc khóa tập huấn luật mới và thi nâng cấp trọng tài huấn luyện viên môn karate năm 2019. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Phó đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng. Kính thưa ông Trần Đức Hải, Chủ tịch Liên đoàn Karate tỉnh Lâm Đồng. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các học viên, Lâm Đồng là một tỉnh có phong trào Karate phát triển lâu đời và phong trào Karate hiện nay phát triển được sự quan tâm của Sở Văn hóa Du lịch cũng như Liên đoàn Karate tỉnh Lâm Đồng. Liên đoàn thì phong trào Karate đã có những phát triển trong thời gian vừa qua, chúng tôi đánh giá rất là tiến bộ. Đây là lần thứ hai Lâm Đồng đăng cai một cái sự kiện cấp quốc gia của KT, và sau cái khóa tập huấn này thì cũng là lần đầu tiên Lâm Đồng đăng cai một cái giải vô địch trẻ quốc gia, và hy vọng rằng sau hai cái sự kiện trên thì mong là KT Lâm Đồng sẽ có một cái bước phát triển mới mạnh mẽ và rộng khắp hơn. Thưa đồng chí, thay mặt cho bộ môn karate tổng cục thao cũng như ban tổ chức lớp, thì tôi xin trân trọng cảm ơn Sở Văn hóa Thao du lịch tỉnh Lâm Đồng, Liên đoàn karate tỉnh Lâm Đồng, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh cũng như Trung tâm huấn luyện thi đấu thể thao tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp tạo điều kiện cùng bộ môn karate tổng cục thao tổ chức khóa học và tổ chức giải. Chúng tôi đánh giá cho đến giờ phút này đã diễn ra là thành công, với cái số lượng tham dự là hơn 200 học viên khóa tập huấn và số lượng gần 1.000 người, trong đó có 600 vận động viên và gần 400 huấn luyện viên, cán bộ và trọng tài về tham dự cái giải vô địch trẻ quốc gia. Chúng tôi cho thấy là phong trào như thể thao tầm cao trên phạm vi toàn quốc đã có một sự phát triển rất là mạnh mẽ và vững chắc. Thưa các đồng chí, thì thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin phổ biến về cái chương trình làm việc của khóa tập huấn như sau. Ngày hôm nay, thời gian từ 8:30 đến 12:00. Nghĩa về đây một lần nữa, rất thấy anh em gặp rất là đông, đủ những khách tham mừng, tại vì trọng tài rất là quan trọng cho nước và trong tỉnh của các tỉnh. Tại vì mình là người chấm thi thì mình phải hiểu về luật. Nếu mình không nắm luật được ấy, thì không có chấm chính xác được. Hôm nay Nghĩa Trần cũng nói lý thuyết rất là nhiều lúc mình đọc lý thuyết mình làm cho mình nhầm lẫn, mình không hiểu rõ thì mình sẽ chấm sai. Thì hôm nay Nghĩa Trần sẽ giải thích rất là kỹ, và đồng thời cái quyền để dịch ra tiếng Việt nữa. Rồi vì sao về kumite, về đấu thì Nghĩa cố gắng nói với anh Hà là dịch qua tiếng Việt luôn, thì cho anh em hiểu cho nó sâu thêm. Về phần kata, cái quan trọng nhất mình là trọng tài, mình cấm cái quan trọng nhất là nhớ rằng có nhiều người email và send message cho Nghĩa hỏi là kata có trô thai không. Đây là nghĩa là lần cuối kata không có trô thai, không ra ngoài cảm, không có chút quyền. Tại vì mình nghĩ về đây là 3 lần rồi, mình cũng có nhắc về vấn đề này, không có chút quyền.
người ta muốn ra thả, người ta muốn đi 4-3 bước thì đó là quyền của người ta, mình chỉ cấm không có chôn cài nhé. Và đồng thời chỉ có hai cái chào quan trọng nhất, ngoài ra mình không cần thiết những cái chào khác. Trước khi vô giữa thảm chào bắt đầu là quyền, và sau là quyền chào là đủ rồi. Còn ngoài ra chào thêm chào bớt không thành vấn đề, không chào mới không chào hai cái đó mới là chút quyền đó. Cái list của anh Hà đưa ra cái trang cuối cùng, trang thứ năm, trước trang thứ năm là về phần tiêu duy nhất hiểu xuất kỹ thuật, và phần thứ hai là hiểu xuất thể thao. Cái này rất quan trọng, tại vì lúc mà anh em thi quyền những người hỏi những câu hỏi, anh em phải thuộc về cái phần này. Tại vì không nắm vững cái phần này ấy, thì mình chấm các vận động viên sai, thì cái này là quan trọng nhất trong quyền. Ngoài ra còn nhiều cái nữa, thì vấn đề đó về thư ký, về những tài quyền ấy, thì người khác lo, còn riêng của mình ấy, thì chỉ cấm là mình phải 100% hiểu về cái phần mà hiểu xuất kỹ thuật và hiểu xuất thể thao. Anh Hà nói là năm nay mình đã dùng luật cũ, nhưng mà mình áp dụng luật mới, lúc mình đưa cờ là 70% về hiểu xuất kỹ thuật, còn 30% đó là hiểu xuất thể thao. Luật cũ của mình đó là 50-50, bây giờ mình chấm cờ nhưng mà 70-30. Anh có nghe hiểu về phần đó không? Về phần đó không, bây giờ không còn 50-50 nữa mà 70-30. Chứ không phải mình dơ cờ, bây giờ là mình dùng cờ đưa cho cao thắng, mà mình dùng luật 50-50 không đúng, dùng luật 70-30 nhá. Thì phần rất là quan trọng, nhưng mà chỉ có cái khác là cái phần điểm thì năm sau mình sẽ bắt đầu hồi nghĩa sẽ đưa cái PowerPoint lên thì các anh em sẽ hiểu. Rồi còn một phần nữa là cái điểm anh Hoàng Nghĩa sẽ trên PowerPoint, Nghĩa sẽ giải thích điểm như thế nào, trừ bớt như thế nào thì sẽ hiểu rõ hơn. Là sàn của quyền hay đấu đều kích thước bằng nhau nhé. Mấy này chắc anh em đều biết hết trơn rồi. Bây giờ cò của mình cái gai màu trắng và cái cò màu đen, ngoài ra không ngoài ra không còn màu khác hết nhé. Đây là 7 người chấm, 1 2 3 4 5 6 7. Cái người đại diện SP đó là cái người đó về thư ký, về coi điểm cái gì. Lúc mình cho điểm thì cái điểm tự động vào cái máy tính, và máy tính trừ tổng gì mình không cần phải biết, mình lo cái điểm của mình thôi. Thì ngồi sau này nó thì sẽ nghĩa sẽ chỉ cách để chấm điểm ha. Cái này là đó là ngồi trên những người ngồi, và cái bàn không có cái gì ở trên đó, trên chỉ có cái iPad hay là cái iPhone. Nhiều nước thì bây giờ ta không có iPad nên dùng iPhone, thì hệ thống iPhone cũng dễ lắm. Thì tháng 8 thì hy vọng là mình có thể thử trên iPhone hay là iPad. Điều hành và người phát thông báo có thể cùng một người. Các trận huy chương ca ca đồng đội, người bóng giờ ca ca cho bung tay, thì cái đó không có chính yếu gì mình là trọng tài hết. Có người ngồi đó sẽ cái người mà trên computer chỉ cầm cái stopwatch để hiện lên cái 5 phút. K1 hay là
Syria hay là thế giới thì 4 tháng 8 4 à 4 4 4 tháng thì nó chia ra hai lớp A và B. Đó thì nó đối với nhau bốn thảm bên này, bốn thảm bên trái, thảm bên phải thì quyền nãy chị cũng nói là chỉ duy nhất máy tính bằng trên ngoài trên bàn, ngoài ra không có bất cứ cái gì, không có nước hay là phone của mình hay là bất cứ cái gì, chìa khóa hay là cái gì cũng không được để trên cái bàn. Tay của mình á thì để mình để xuống, mình không có ngồi mình lo mình bấm, tại vì có nhiều người ngồi bấm thì lúc mà vận động viên xong bài quyền chào hay không chào cũng không biết nữa, tại vì mình ngồi đợi khi nào vận động viên xong cái chào cuối cùng mình bắt đầu mới dùng cái máy tính để mình cho điểm, tại vì có nhiều người quên vừa bài quyền xong không lo giờ bắt đầu do tính điểm thì người ta chào không biết, lúc mà cầm tay hỏi có thấy hay không, mình ngồi đó không thấy thì không được. Tại vì thế giới là nó có protest thương kiện. Nghĩa tập tiếng Việt ha, khỏi đọc tiếng Anh ha. Ở phần cái tiếng Anh đó là ở dưới tiếng Việt đó thì hãy chú ý về hành vi không nói chuyện, không cười đùa, không nhìn vào các máy tính của người cạnh bên mình. Mình chỉ cắm dòm thẳng vào động viên và mình không có dòm trái phải, mình không có nói chuyện. Tại vì có một số trọng tài biết cái vận động viên này là thắng rồi, không cần ngồi coi, bắt đầu ngồi nói chuyện, mình không được như vậy. Không, mình biết hay không biết vận động viên đó, mình nhận chú tâm vào. Tại vì lúc này video Facebook rất là nhiều thì mình đã ngồi trong cái bàn rồi, bất cứ ở nơi nào mình phải nghiêm đó. Nãy mình nói có nhiều nước bây giờ nó đã có thấp lệ rồi, có nhiều nước thì dùng iPhone là đủ rồi, iPhone thì ai cũng có hết thì nó sẽ cái này cái software nó làm rất là dễ, nhưng mà tháng 8 năm sau bắt đầu mình sẽ làm. Ok, một ví dụ về bố trí của máy tính bàn, mình giờ ở đây ấy, thì mình dễ nhầm lẫn vô cái máy tính. Thì cái bên tay trái ấy, là tay chữ technical là 70%, thì cái score lên xuống mình muốn 8.0 hay 7 8.2, 8.4 thì cái mũi tên á ở trên cái phone hay cái iPad thì nó đưa lên thì mình cứ roll lên, hay là mình muốn trừ điểm thì nó xuống. Rồi sau rồi mình làm bên athletic performance là 30% đó, xong sau đó hai bên thì mình có điểm rồi mình mới nhắc chữ OK tự động vô cái máy tính chính của cái người ngồi thư ký, nó tự động trừ hai điểm cao hai điểm thấp. OK, 7 cộng lại thì còn lại 3, nó cộng. Còn trong nước của mình nhiều nước không đủ, mình làm 5, còn có nhiều nước làm 3, nhưng mà 5 á thì đỡ hơn 3 thì không có công bằng, tại vì 3 là trừ hết 1 cao 1 thấp, còn ở giữa thì có một người trắng thôi thì sai rất là nhiều. Còn 5 cũng đỡ hơn 5 thì trừ cái cao thì cái thấp thôi, còn 7 là phải trừ 2 cao 2 thấp. Cái này rất là quan trọng, tất cả các vận động viên trong nhóm phải được thực hiện bởi cùng một tổ trọng tài, giống như vòng 1 15 người là 7 trọng tài đó, từ đầu đến đuôi. Nếu học sinh của mình hay là học trò của mình cũng vẫn ngồi, không có thay đổi, không có kêu trưởng sàn kêu đổi, tại vì anh là Lâm Đồng hay là anh Vũng Tàu anh phải đi ra, không,
Nhưng mà lúc trước khi mình chọn tổ trọng tài chọn á, thì mình sẽ dò những cái tỉnh nào để mình trừ ra cái sự thiên vị. Còn nếu mà không có đủ trọng tài á, thì mình đã vô không sao á. Cái lý do tại sao như vậy á, thì đã bị trừ hai cái đau và hai cái thấp rồi. Thì bây giờ một người vô chọn cũng không có làm được gì hết, cũng không thiên vị và không ăn gian được. Và trên thế giới người chọn cái số điểm đó là nó giữ lại hết, giữ lại hết tất cả. Có chuyện gì không đúng cái gì nó sẽ chắc lại người nào chấm. Bởi vì trọng tài số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 nó sẽ biết ai chấm cái điểm thế nào. Lúc được dạy ra chào 7 trọng tài số 1 So many chào so many first and then Otakani. Chỉ có hai cái chào thôi. Hồi đó mình chào ba cái So many, Otakani, rồi xong mình chào với trọng tài chính. Bây giờ mình chào chỉ hai cái thôi. So many đã được Otakani. Xong rồi mình đi bên trái hay bên phải, đi một bên một. Đừng có đi giống như bên tay phải của mình á. Trong Buddhist là không được làm như thế này. Ba người bên kia, bốn người bên nọ, không được. Tất cả các động viên lúc ra là chào hết. Bao nhiêu người, 8 người, 15 người, 20 người. Cho dòng một Aka, Galaka, Ao, và bên nhau, ra bên nhau. Announce the competitor là cầu kêu tên của vận động viên và nước và bài quyền. Các động vận động viên đợi kết quả bên trong thảm trước khi cái điểm tự động cộng lên 23.4, 25.5 hay 22. Xong rồi vận động viên chào đi ra khỏi thảm. Nếu mà bạn động viên không chào cũng không có trừ điểm, tại vì cái này là đợi để có điểm. Nhưng mà mình cũng hướng dẫn cho bạn động viên mình nên chào, tại vì mình vô vòng 2, vòng 3, cái đó là giống như là cái phép lịch sự. Mình chào, mình không chào cũng không sao nhá. Nghĩa là nhắc hồi nãy rồi là chỉ có hai cái chào quan trọng là trước bài quyền và sau bài quyền. Đây là kết quả điểm rồi. Khi kết quả được đưa ra, vận động viên cúi chào lại và rời khỏi thảm đấu. Nếu không chào không sao hết. Khi một nhóm hoàn thành, tất cả vận động viên sẽ xếp hàng. Như 15 người ra xong, 15 người làm bài quyền rồi thì tất cả sẽ ra ngoài thảm lại. Người phát ngôn sẽ thông báo 4 người top 4 là 4 người trong cái nhóm đó sẽ đi tiếp vào vòng 2. Rồi sau đó 4 người step ra ngoài xong rồi trở về cái line chào so many Otakani rồi rời khỏi thảm, bắt đầu tới bốn người đi tiếp tục vào vòng 2. Ví dụ như 1, 2, 3, 4 thì điểm người nào cao thì sẽ nằm số 1, điểm số 2, số 3, số 4 theo thứ tự. Sau khi di chuyển vào vị trí bắt đầu chào thông báo bài kata và bắt đầu, khi kết thúc bài kata lại chào và đợi kết quả. Sau khi nhận kết quả lại chào và rời thảm đấu. Người liên lạc phải có danh sách tương ứng với danh sách bài kata của WKF. Thì bây giờ quyền là 100
118-122 là nó có số luôn, quyền bây giờ bài quyền số 1, số 2, số 3, số 4 và tên bài quyền. Là lý do là có những bài quyền nó giống nên người ta nói số ở số 5 là phải đi về quyền số 5. Nếu mà có sai là một chút quyền. Bây giờ là đại số luôn, thì trước nó có số. Bây giờ từ 1 cho đến 118-124 giờ 22 bài quyền. 102. Đây bạn ông nguyên đồng đội phải đeo tay đỏ hoặc xanh như được thiết kế bên okay. Chỉ có thể thực hiện các bài ca ta có trong danh sách kiến thức rồi những tiếng thể nhỏ mà theo hệ khóa karaoke và đồng viên được dạy có thể được phép. Cái này cũng quan trọng, có trong những câu hỏi để trả lời là đây là cái list chúng ta lấy hai bài quyền thì giống như cô Sukun số 44 thì mình để bài quyền số 44 và tên bài quyền, thì nếu mà đi khác thì mình sẽ rút quyền thôi. Thì giờ các bạn dễ cái này không có replica, tại vì thua là đi về dòng một chỉ còn 4 người thôi, không có replica. Còn cờ mình vẫn có replica, luật cũ của mình vẫn có replica. Các trận hoàng sẽ được quyết định bằng việc thực hiện một bài kata mới. Đây quan trọng lắm. Cơ cuối cùng điểm giống như 22.2, hai người đều 22.2 hết. Hai người đó sẽ ra đi bằng và điểm sẽ khác. Người nào thắng vô thì người thắng vô vẫn giữ số 22.2 điểm đó, chứ không phải là 24.5, tại vì hai người kia tranh thì số điểm sẽ khác. Hiểu ý gì đó không? Tại vì nếu mà hai người kia tranh mà điểm cao hơn thì không có công bằng cho cái người số 1, số 2, số 3, tại vì đây là số 4, thì cái điểm quà vẫn giữ đó 22.2. Thì hiện tiền điểm về kỹ thuật hồi nãy Nghĩa cũng nói trước đó là 70%, không còn 50 nữa. Kỳ trước là thực hiện trên về mặt thể chất và sức mạnh là 50, trước là 50, bây giờ là 30. Thì mình luật cũ nhưng mà mình nhận apply về cái phần này luật mới. Thành thích thực hiện kỹ thuật về thể lực được cho điểm riêng biệt, điểm từ 5 đến 10 cộng được từ 0.2 là 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, không có 7.3, không có chạy đến 1, còn là xuất cản 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, không có 5.1 hay là 5.3 hay là 5.7, có cản. Cái này rất là quan trọng, thế cho cả thế giới luôn. Bài quyền thấp nhất là 5 điểm, bài quyền trung bình là 7 điểm, còn bài quyền điểm tối đa là 10 điểm. Nhưng mà thường ra cắm, thường người đầu tiên ấy, là người hay bị đổ điểm nhất. Tại vì nhiều khi đi bài quyền rất giỏi, là 8.7.2 hay là 7.4, không dám đến 8.9, tại vì chưa biết 15 người kia như thế nào. Nhưng mà mình chấm theo cái bài quyền, nếu mà bài quyền nó rất là thì mình có thể lên đến 8 chấm. Tại vì mình còn 8.2, 8.4, 5.6, 9.9, 9.2, 9.4, 9.6 mình sẽ chọn. Tại vì giờ 15 người đó là mình phải cái điểm của mình phải chia rời ra, chứ mình không dùng 3 người đều cùng một điểm giống như mình chấm 7.6, 3 người mình đều chấm 7.6, vậy là mình chấm không có đúng.
mình làm sao mình chia cái khoảng cách từng sở, mình phải dòm cái người đó đi về quyền như thế nào thì mình chấm. Còn cái phần điểm, cái máy tính tự động hết, mình chỉ lo chấm thôi, mình không có worry là bên cao bên thấp trừ bao nhiêu, đó là trong máy tính cái hệ thống đó, nó tự động hết. Cái phần thiết kế đồ là trình diễn kỹ thuật, mình cho thấp 8.0, phần trình diễn về thể lực 7.8 là một cái chuyện dù chấm thôi. Còn mình chấm dù bằng phấn hay là bằng chiếc thì mình chỉ cho một điểm thôi, mình tặng hai cái đó lại, mình chỉ cho giả sử như mình giờ trình diễn kỹ thuật và trình diễn thể lực, tại vì mình không có máy tính, mình không có iPad, thì bây giờ mình chấm hai cái cộng lại, mình cho theo việc là giống như 8.0 hay là 7.8, mình giờ bảng lên, mình không có chấm hai cái riêng biệt, chỉ có máy tính mới làm được hai cái riêng biệt thôi. Hiểu ý nghĩa nói không? Nếu bây giờ tỉnh mình không có máy tính thì mình chấm chỉ một điểm thôi, hai cái cộng là một điểm. Mình không có cộng chia cộng trừ gì hết trơn á, tại vì nó sẽ lộn xộn. Năm người trọng tài đưa lên 7.8, 7.6, 8.0 chỉ vậy thôi, chứ không được cho hai điểm. Trừ khi mình làm trong máy tính thì mình cho hai phần. Có ai không hiểu không? Mình tới đây học không hiểu hỏi nhé. Không có lên thực hành hỏi, không có thực hành hỏi. Số điểm và data mới chỉ giải quyết cho vận động viên tiếp tục vào vòng thi đấu tiếp theo hoặc vận động viên giành huy chương. Điểm đưa cho bài data bổ sung để giải quyết trận hòa không thể sử dụng. Đối với việc thay đổi thứ tự của các vận động viên khác đã được xác định trong vòng đấu đó, technical performance, trình diễn kỹ thuật, các thế tấn, mình phải hiểu các thế tấn, không phải các thế tấn trong cái phái của mình, mà hiểu các thế tấn của tất cả các phái. Tại vì mình hiểu chỉ phái mình chỉ có phản cái phái mình thôi, còn mấy phái kia mình không biết là mình lẩu. Hiểu ý nghĩa nói không? Nếu mà mình là Sotoka, mình không biết Sotoriu, mình không biết Gojo, mình không biết Wato. Vậy nếu mà Sotoka là game câu chuyện thì cái người Sotoka sẽ không có lợi, tại vì mình là Sotoka, mình biết tấn nó đi sai. Còn câu chuyện sao thì rất là quan trọng. Nghĩa cố gắng một ngày đó sẽ cho các em học về cách tấn cách của các phái khác để mình hiểu thêm, để mình chấm những cái chính xác hơn. Chứ không phải là mình đọc lý thuyết xem là khắc thế tấn, ai cũng biết là khắc thế tấn hết, chỉ có biết khắc của mình thôi, mình không biết ngoài ra không biết gì hết, thì đương nhiên mình chấm không có chính xác được. Thiết niệm cũng vậy, Sotoka, Gojo, Wano, nó có khác của nó là những cái người trọng tài học thêm. Nhiều lúc mình không phải đợi đến nghĩa giải thích bay cho bài trong thức luật và việc có tại sao quân ta lại có, thì nó làm như thế đẹp. Thì mình không phải có quyền nha, mình chỉ trừ điểm cái người nào làm đúng cho cái quyền thì mình chọn. Rồi, cái này cũng luật cũ, một bài quyền ta đã được thực hiện một lần không thể được lặp lại, nên luật cũ. Việc sử dụng các vũ khí truyền thống hoặc trang bị khác là không được phép. Trách nhiệm của huấn luyện viên hoặc các vận động viên tên của bạn đảm bảo rằng bài data hoặc thông báo tới người liên lạc và phù hợp đối với
vòng đấu đó. Đó là nhiệm vụ của huấn luyện viên và động viên. Mình không có dính líu, nó hỏi là người này đi được không được, mình không cần thiết. Nếu mà không đúng như cái list của WKF của mình là mình chút quyền, mình không cần giải thích, mình không cần nói là phải đi về quyền này, phải đi về nọ, có đi được hay không. Đó là vận động viên với huấn luyện viên. Kata đồng đội, tất cả ba thành viên phải bắt đầu bài kata bằng việc cùng đối diện trực tiếp và hướng về phía trọng tài. Bắt đầu kata thôi, xong kata không cần phải chào, ba người không cần phải chào trước mặt trọng tài, chỉ bắt đầu thôi, được là nói chỉ bắt đầu thôi. Nhưng mà sao phải chào, mà chào phải ba người chào, hai người chào không được, một người chào không được. Nếu mà một người chào, hai người chào là chút quyền. Đội không thực hiện động tác chào bị loại hay là chút quyền, bị loại hay chút quyền cũng giống nhau. Quá 5 phút kata buông tay bị loại hay chút quyền. Bị loại nhân đôi trong trận giành huy chương, a bị loại giành huy chương và kata mới sẽ thực hiện. Cái này là những luật cũ thôi, luật mới không có hai bó chút quyền này có điểm hết trơn. Cả hai vận động viên đều ghi một bài quyền mới. Còn luật cũ của mình á là hạnh trề, chỉ có huy chương thôi. Còn dòng loại nếu mà hai người đều chút quyền thì hai người đều đi về, chỉ có huy chương. Và luật mới thì đi một bài quyền khác, luật mới thì đi bài quyền khác, hai người đều bị chút quyền hết thì không có hành tài, hai người một người ra đi một bộ quyền khác. Nhưng mà khó xảy ra, nhưng mà thấy một bộ quyền mới rồi người họ có người hỏi nữa là nếu mà hai người có quyền nữa thì chắc cũng đi nữa, đi nào hết quyền thôi. Dùng mới cũng vậy, chỉ trong huy chương thôi, còn nếu mà chọn loại thì hai người đi về. Các lỗi thăng bằng, mắt thăng bằng nhỏ, các động tác thực hiện một động tác theo cách không đúng hoặc không hoàn chỉnh, không thực hiện đầy đủ một chuỗi hoặc một kỹ thuật đánh vào mục tiêu. Mấy cái này là những cái lỗi chứ không phải chút quyền. Các đội đồng đội di chuyển không đồng bộ liên quan tới một kỹ thuật. Trước đó sự di chuyển có thể có cơ thể đã hoàn chỉnh. Kata đồng đội không thực hiện được một động tác đồng nhất. Mấy cái này là các lỗi lúc các anh em thi trọng tài, ban giám khảo hỏi thì các anh em nên nhớ học mấy cái này. Nếu mà hỏi các cái lỗi bốn trong cái lỗi trong quyền mà không trả lời được thì đương nhiên mình ngồi chấm mình đâu biết cái nào là cái lỗi, cái nào là cái chút quyền, nên mình phải học mấy này cũng là rất là quan trọng cho chấm thi. Các tín hiệu âm thanh nó để cái lo đó là mình quýnh như microphone đó, là mình cũng quýnh âm ầm vô cho nghe cái tiếng. Đặt chân, đặt ngực, cánh tay vô đồng phục, giỏ phục thở không phù hợp, phải được các trọng tài cho là những lỗi rất nghiêm trọng trong đánh giá của mình. Cùng mức với mức phạt mắt thăng bằng nãy nghĩa giải thích đó, ai cũng cấm cái mắt thăng bằng đó là cái quan trọng nhất trong bài quyền, cái đó là cái sai, cái nào nó bằng nhau hết. Các thở không đúng
cái thả học đúng là cái khó nhất cho tất cả những người coi. Mình phải biết người ta thả đúng không thả. Có nhiều người đi bài quyền, từ đầu của bài quyền đến cuối bài quyền không bao giờ họ tiện hết, là thở sai rồi, không có thở. Lãng phí thời gian bao gồm trận đấu bị kéo dài và thực hiện cuối vào quá mức, việc nhìn lại kéo dài trước khi bắt đầu thực hiện. Vậy là hiểu anh nhưng quá lâu, nhưng mà lâu quá thì thành ra thức quyền, còn người ta ngừng hơn một hai giây người ta tiếp tục nữa, cái đó mình có quyền phạt, đó là cái lỗi. Còn ngừng mà mình cảm thấy người ta vẫn thực hiện, cái đó là thức quyền. Chấn thương do thiếu sót trong kiểm soát kỹ thuật trong thực hiện bung tay. Người ta trong bài quyền có thể tìm tay, tìm kata, gãy tay, người ta tiếp tục không chút quyền, đó là chỉ lỗi thôi. Hay là quýnh thì gãy sống mũi, máu quá trời luôn thì vẫn tiếp tục bung tay, không phải ngừng trận đấu. Nếu nhưng mà chưa gặp thấy trường hợp có thể xảy ra có thấy gãy tay nó tiếp tục, nó không kêu sau đó nó kêu bác sĩ xong quyền mới kêu. Người đi cao hơn này đó là lỗi thôi, trừ khi người ta đi
một cái lỗi khác rất là rõ, đó là chủ quyền sai kỹ thuật chứ. Đã bị lọ rồi. Luật mới chủ quyền, luật mới chủ quyền thì chỉ có một trọng tài chính để 0.0 là chủ quyền. Chiều nay mình thực hiện nghĩa sẽ chỉ cái đó thì có lẽ 0.0. Giả sử như 7 trọng tài số 5 muốn chủ quyền thì phải làm sao? Thì đứng dậy hay là nói cho người bên cạnh, nói là tôi mới lại chủ quyền, thì thường 7 người ngồi đó chủ quyền rất là rõ, thì ai cũng có thể biết hết trơn. Nếu mà người ta biết, mình biết cái là chủ quyền thì mình nên đứng dậy rồi thì cái người chết number one sẽ nói chuyện tại sao chủ quyền, rồi tất cả đồng ý thì không chấm không. Trưởng sàn chỉ đạo kỹ thuật viên đạt 0.0. Cái này luật mới, nếu mà chủ quyền đó là 0.0 vậy thôi, hiện lên màn hình, màn hình 0.0. Cái này trong luật các anh em các cũng đọc, nếu không cần vậy thì giải thích, nếu mà 5-10 người thì là bao nhiêu nhóm, bao nhiêu bài quyền, là 25 đến 48 bộ viên là bao nhiêu group thì bao nhiêu ta người số lượng các nguyên các loại chia các vận động viên các đội, mỗi dòng giảm số lượng vận động viên đội trên một nhóm xuống còn 4 qua dòng kế tiếp cho đến khi chỉ còn lại 2 nhóm. Rồi tiếp tục có hình. Cái này không có quan trọng cho trọng tài. Cái này về cái phần của bên thư ký làm để cho người nào vô điểm người nào vô, nhưng mà mình biết để cho biết thôi, nhưng mà không có quan trọng, cái phần này không có quan trọng. Đừng có để ý lời sẽ nhầm lẫn. Cái này là trong software, trong system nó có hết, tự động hết, chỉ cần mình đo nhiệm vụ chấm điểm thôi. Các anh em đây có cái hình này trong cái luật không? Không có. Ok, cái gì nghĩa phong của cho anh Hà, anh Hà sẽ cho anh em dòm để hiểu. Nhưng mà nghĩa tiếp tục có màu để giải thích rất là nhiều. Nghĩ lại để cho cái nào để dễ hiểu. Ok, trình diễn thông thường. Chúng ta trình diễn thông thường. Vận động viên đi điểm cao nhất của mỗi nhóm sẽ thi đấu vị trí nhất và thứ hai. Số 2 sẽ gặp số 3 từ nhóm khác và ngược lại. Có đội có 3 hoặc ít hơn vận động viên, một bài kata duy nhất được thực hiện để quyết định vị trí thứ nhất đến thứ 3. Đúng rồi. Đúng số 1. Rồi. 2. Đúng. Chân quy chương đầu. Cứ nhớ vậy được rồi. À.
hai nhóm, mỗi nhóm có hai vận động viên xác định là người thắng cuộc ở vòng thứ nhất gặp nhau thì để thi đấu và vị thứ nhất và hai người thua cuộc thi giành vị trí thứ ba. Cái này là có bốn vận động viên thôi. Dạ, đúng rồi. Cái này là chỉ có bốn vận động viên thôi. Thì hai người điểm cao tranh chung kết, còn hai người thấp thì tự động vô quy chương đồng, không cần tranh nếu mà bốn người. Còn năm đến mười người là phải hai nhóm và có 3 ghi điểm cao nhất trong mỗi nhóm để tiếp tục với trận tranh huy chương. Phải đi ra hai nhóm thì okay. Chỉ có 5 vận động viên là số lượng 2 vận động viên nhóm lớn hơn sẽ giành được vị trí thứ 3 cho mình. Còn 11 đến 24 nghĩa đó, cái phần này không có quan trọng cho trọng tài. Cái phần này là bên thư ký làm gì hết, mình chỉ lo chắn thôi. Nhưng mà mình hiểu nhiều lúc thư ký không biết rồi mình thay đổi. Nhưng mà trên thế giới thì cái phần này là thư ký biết hết, vì hệ thống nó làm hết, mình chỉ lo chắn thôi. Tại cái phần này á, nó cũng lộn xộn lắm. Bây giờ có 12 người thì vòng đầu tiên mình phải chọn 4 người, đúng không? 4 người xuống, hay lúc A lúc B, 4 xuống là đồng 8 người. 8 người trong lúc đó xuống vòng 3. Rồi 3 thì 2 cái 1 là trang huy chương vàng, còn 2 điểm 3, 3 điểm 2. Thì cái này anh em không cần coi để dễ nhầm lẫn. Mấy này thì cũng lặp lại một lần nữa, không quan trọng cho trọng tài chấm thi, cái này không phải những nhiệm vụ của mình. Trên thế giới cũng đang suy nghĩ ra một cách tốt hơn, tại vì nếu mà hai người đồng điểm bên group A, đồng điểm bên group B, giả sử cuối cùng hai người đều 24.5, bên kia cũng 24.5, thì người nào đi trước đây? Hiểu ý nghĩa đó không? Không phải trong một group, không phải trong một nhóm, lớp khác nhóm bên kia, không phải là nếu mà cùng một nhóm bằng số điểm á thì phải đi một vòng nữa. Còn cái này nhóm bên kia nó cũng 24.5, nhóm bên này cũng 24.5, thì ai đi trước thì sẽ thấy đồng liền. Mà hiện bây giờ mới xem cái luật mới thì hiểu mới được rồi thôi, là không, nó tránh cái vụ thấy cái đồng liền là bắt đầu vòng một anh đeo đai đỏ, cuối cùng anh cũng là đai đỏ dù cho điểm anh cao. Anh đeo đai xanh, cuối cùng anh vẫn là đai xanh, là luật tuần rồi nó mới đưa ra, là không có vụ thảy nữa, không có đổi đeo nữa. Không phải là điểm cao là đi sao. Nếu mình là đeo đai đỏ từ đầu tới cuối mình cũng là đai đỏ, nếu mình vô final mình cũng là đai đỏ.
dùng lên đỉnh bình cao để hiểu ý nghĩa nói là không còn có vụ thảy thảy đồng này nữa. Một màu đá đeo từ đầu đến cuối luôn. Xong đi cái này là tranh huy chương. Huy chương tranh huy chương đồng trước Aga hay ao thắng là tất cả trọng tài đều đứng dậy. Cái này cái hình là các trọng tài đều ra ngoài hãm. Bây giờ đứng ngay chỗ cái ghế mình ngồi, mình giờ cái ghế ra mình đứng dậy. À, chỉ có trọng tài chính giờ Aga có ao thắng vậy thôi. Mất công đi dòng ra dòng vô dòng ra dòng vô, mình đứng dậy Aga có ao no catch for medal belt. Rồi rồi chào đây cái phần về chấm điểm. Nếu mà mình không có cái system đó, thì mình chấm 7.8. Mình trong nước có quyền make decision, là có quyền chọn 750 bài rồi ở trên, hay là chia ra một nhóm từ góc nhưng mà nên ngồi, nhưng mà không ngồi sát nhau, ngồi trước để thẳng. Chiều nay thì sẽ cho các em ngồi ở chỗ nào, ở vị trí nào để chấm điểm như score cho điểm như thế này. Hệ thống sử dụng bằng tay. Và hệ thống bằng tay thì phải có người xem hành tê biết để điểm lên cùng lúc. Và xong rồi có người đọc điểm, viết điểm xuống. Rồi chúng ta chính biết sẽ hạ điểm xuống. Chỉ một điểm được đưa ra bao gồm các việc thực hiện kỹ thuật và thể lực trong đó. Ok. Các trọng tài phải ghi nhớ rằng 70 điểm cho kỹ thuật và 30 điểm dành cho thể lực. Bất kỳ trận hòa nào sẽ được giải quyết bằng việc thực hiện một bài kata mới. Đối với các cuộc thi đấu không được tính trong xếp hạng của WKF của thế giới, tổ trọng tài có thể giảm xuống còn 5, chỉ những điểm cao nhất và thấp nhất bị loại khỏi tổng điểm. Nếu mà có 5 trọng tài thì trừ một cao và một thấp. Nãy Hà nói là mình được dùng luật này cho đến 31/12/2019, là cái luật dùng tờ do không. Ok. Cái này cũng nói về Việt Nam, tất cả các nước đều có vấn đề xảy ra này. Không được tên của vận động viên hoặc liên đoàn quốc gia, đó là vấn đề quan trọng. Mình chỉ nghĩa cũng nói một nhiều lần rồi, mình chỉ biết là màu xanh hay là màu đỏ vậy thôi. Mình không cần hoàn toàn không biết ai mang tờ gì, ai ở tỉnh nào, mình không cần thiết. Mình phải chọn đúng người nào giỏi sẽ thắng. Giải thích sơ thôi, cái này là chỉ có 64 vận động viên chia ra tất cả 8 hãng. Mình coi từ dưới nha, đừng có coi từ trên, từ dưới thôi. Group 1
group 2, group 3, group 4, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 là màu xanh, group 5, group 6, group 7, group 8 màu đỏ. Bây giờ cứ hiểu vậy đi ha, hiểu chưa? Là dòng đầu tiên bốn người nhất của bốn nhóm mình chọn, bốn người nhất của tám nhóm mình chọn group 1, group 2, mình chọn 4 người thì sẽ lên dòng 2. Group 1, group này là chọn 4 người, group 2 chọn 4 người là lên dòng 2 là còn 8 người, đúng không? Hiểu đó chưa? Từng các con phía bên này màu đỏ, từng các con bây giờ mình giải thích màu xanh trước đi, hay là màu đỏ cũng được. Màu đỏ, đây là màu đỏ. Thì group 3, group 4, mỗi group chọn 4 người, lên dòng 2 là 8 người, là còn 16 người đó. Đúng không? Lên đến đó rồi, bây giờ mình chọn mỗi bên chọn 3 là lên trở lại còn 6. 8, 8 4, đúng rồi 4. Second round chọn 4. Tại vì 64 còn đầu tiên. Lên 4 là trên top rèo dòng thứ 3 là còn 8 người. 8 người vô đó là chọn 3 người. Chọn 3. 3 người đó là điểm 1, 2, 3. Điểm cao của bên màu đỏ đụng bên điểm cao của bên màu xanh thì tranh nhất nhì. Còn người thứ ba gỡ người thứ nhì á thì đụng người thứ ba của group xanh đỏ. Đỏ người thứ nhì của xanh. Còn group hai người đứng nhì á thì đụng người thứ ba tranh giày ba. Xin lỗi anh Nghĩa, là ở đây theo ý kiến của anh Nghĩa và câu hỏi của anh Nguyễn Minh Tuấn thì ở đây không chỉ